Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Trình bày báo cáo tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, từ mùng 1 tháng 7 năm 2009 đến 31 tháng 12 năm 2023, đoàn giám sát đã thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp tiến hành giám sát tại 12 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Qua giám sát cho thấy, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng đạt kết quả cao. Các lực lượng đã tập trung ra quân xử lý kiên quyết các vi phạm, trọng tâm là vi phạm nồng độ cồn, quá tải trọng, xe cơi nới. Tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ có những chuyển biến tích cực. Ùn tắc giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên các quốc lộ trọng điểm đang có xu hướng cải thiện. Số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu. Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng chỉ ra việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe còn hạn chế. Tình trạng lái xe vi phạm, lái xe sử dụng các chất ma túy vẫn diễn ra. Công tác quản lý hậu đăng ký đăng kiểm vẫn còn xem nhẹ. Theo đoàn giám sát, thời gian tới cần tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo trì quốc lộ và xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ cần có biện pháp chế tài xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm và nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Cái tình trạng là đua xe trái phép ấy, thì báo cáo với các đại biểu làm chúng ta cũng làm rất nghiêm. Thế nhưng mà nó vẫn còn tình trạng là gọi là đâm xe vào cảnh sát giao thông rồi là ấy, tức là nhẹ hơn thì tức là chống đối không chấp hành. Tôi nghĩ là cái này cũng không thể chấp nhận được. Có thể là nội dung này chúng ta cũng có cái báo cáo về số liệu rồi chúng ta cũng nghiên cứu để chúng ta tính toán xem về cái chế tài pháp luật chỗ này thế nào để cho nó chặt chẽ hơn. Chúng tôi đề nghị là đánh giá thêm về cái ý thức của người tham gia giao thông và chúng tôi đề nghị là đưa cái giảng dạy về trật tự an toàn giao thông vào các trường học từ sớm để rèn luyện cái ý thức của người tham gia giao thông cho các em học sinh ngay từ nhỏ. Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp thu các ý kiến đã nêu, hoàn thiện báo cáo bước đầu với những kiến nghị cụ thể để gửi các đại biểu Quốc hội, cung cấp thêm thông tin cho việc thảo luận, xem xét dự án luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc chương trình phiên họp thứ 32. Chiều nay, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tại phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ. Tại hội nghị tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri, phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cử tri phường Bồng Lai nhất trí cao với nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, đồng thời kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương xem xét giải quyết một số vấn đề, hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông và có giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 287 đoạn qua địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường tái định cư dự án đường sắt Lim Phả Lại qua địa bàn, có phương án khắc phục ô nhiễm môi trường sông Tào Khê, cải tạo, nâng cấp, xây mới một số nhà văn hóa của các khu phố. Tại buổi tiếp xúc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri phường Bồng Lai và khẳng định đây là thực tiễn cơ sở quan trọng để đoàn đại biểu Quốc hội truyền tải tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương xem xét xây dựng ban hành quyết sách phục vụ nhiệm vụ phát triển chung của đất nước. Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội, nhất là những chủ trương chính sách lớn, trọng tâm của đất nước trong thời gian qua và các định hướng lớn trong phát triển của đất nước trong thời gian tới đến các cử tri của phường Bồng Lai. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 11 năm 2023, Quốc hội thông qua luật căn cước năm 2023 gồm 7 chương 46 điều quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, thẻ căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Việc cấp căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi được quy định tại Điều 19 của luật.
Đây cũng là một trong những điểm mới của luật căn cước 2023 mà người dân đang rất mong chờ sớm được triển khai trong cuộc sống. Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, gia đình chị Minh thường xuyên phải dịch chuyển nhiều nơi. Do con còn nhỏ, không có người chăm sóc nên buộc chị phải đưa con theo. Chị Minh cho biết việc sử dụng giấy khai sinh cho trẻ khi di chuyển bằng đường hàng không đã khiến gia đình chị không ít lần gặp các sự cố, giờ khóc giờ cười. Nó rất là bất tiện như thế này. Là tháng vừa rồi là nhà mình đi 4 lần. Thì mỗi lần đi là lại phải mang giấy khai sinh cho bé. Vừa chuyến vừa gần đây nhất là mình quên giấy khai sinh, lại phải ra đến sân bay lại phải quay về lấy. Nếu mà được cấp căn cước công dân cho trẻ em như người lớn mình thì thực sự đấy là một điều mà rất là quan trọng với gia đình mình. Có cái căn cước nó sẽ dễ cầm và mình có thể đút vào túi. Còn cái giấy khai sinh mình không thể gấp thành nhiều gấp để cho vào trong túi của mình được. Cái đấy rất là hào hứng và cái mong ước, nhu cầu của gia đình ấy. Cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi là một trong 10 điểm mới của luật căn cước. Với kích thước nhỏ gọn, chất liệu tốt, tính bảo mật, bảo an cao và còn có thể được tích hợp thêm rất nhiều thông tin khác theo nhu cầu của người dân, sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong việc đi lại, học tập, khám chữa bệnh, tiêm chủng và thực hiện các giao dịch khác trong đời sống hàng ngày. Điều này càng có ý nghĩa hơn với trẻ em vùng cao. Theo cái đặc điểm tình hình của đồng bào dân tộc ở vùng cao ấy, thì nhà cửa rồi các cái loại tủ để bảo quản thì nó cũng không được như ở các địa bàn thành thị, dẫn đến là trong cái quá trình sinh hoạt hoặc là trong cái quá trình sinh sống thì có thể là xảy ra là thất lạc hoặc rách nát đối với lấy giấy tờ bằng vật liệu giấy. Tuy nhiên là thẻ căn cước bằng vật liệu nhựa cứng thì sẽ mang tính bền vững hơn và đồng thời là không phải đem đi quá nhiều các loại giấy tờ khi thực hiện các cái thủ tục liên quan, nó sẽ tránh được việc rách nát hư hỏng. Để chuẩn bị cho việc triển khai luật căn cước vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, hiện công an các đơn vị địa phương đang tích cực chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, từ nhân sự, trang thiết bị, nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả luật căn cước. Công an quận Hà Đông đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân quận, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường triển khai thực hiện kế hoạch cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi trên địa bàn quận Hà Đông, tăng cường công tác tuyên truyền về những điểm mới của luật căn cước 2023 dưới nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của Ủy ban nhân dân quận, loa truyền thanh của Ủy ban nhân dân các phường, tuyên truyền trên trang fanpage của tuổi trẻ công an quận Hà Đông, sổ tay an ninh Hà Đông điện tử, tuyên truyền tại các buổi họp khu dân cư, tổ dân phố và các khu chung cư, bố trí lực lượng cán bộ tăng cường, tổ chức tập huấn cho cán bộ tăng cường về quy trình, các bước thực hiện việc cấp căn cước theo quy định mới nhất. Chúng tôi cũng đã có những bước chuẩn bị. Một là đã tiến hành rà soát thông tin của trẻ em, cập nhật đầy đủ thông tin của trẻ em dưới 14 tuổi vào trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Cũng đã có những cái dự kiến là sẽ phối hợp với các nhà trường để thực hiện việc cấp căn cước, thẻ căn cước cho trẻ em là học sinh đang đi học và sẽ chỉ đạo các cái tổ tăng cường để xuống tận địa bàn thực hiện việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em trong trường hợp mà các trẻ em mà không đi học hoặc là đang ở nhà. Không chỉ mang lại tiện ích cho người dân, phục vụ hiệu quả công tác quản lý xã hội, việc cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi còn góp phần tiết kiệm một nguồn lớn kinh phí cho nhà nước có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Thưa quý vị, chiến thắng Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca của một cuộc chiến tranh thần kỳ đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng chi lăng hay một đống đa của thế kỷ 20. Công an nhân dân đã kề vai sát cánh cùng với quân đội nhân dân Việt Nam lập nên nhiều chiến công trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Những tấm gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ công an trong công tác bảo vệ chiến dịch đã hun đúc nên truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam là di sản tinh thần vô giá, thôi thúc lực lượng công an nhân dân tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong những giai đoạn sau này. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Cùng với quân đội nhân dân, lực lượng công an nhân dân xác định công tác bảo vệ chiến dịch Điện Biên Phủ là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trong giai đoạn này. Ban Công an Tiền Phương được thành lập với yêu cầu trực tiếp bảo vệ hoạt động của các lực lượng, các ngành tham gia chiến dịch, trong đó có đội ngũ dân công. Thống kê trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã huy động tới 26 vạn người. Thời điểm đó, công tác bảo vệ dân công đặt ra những yêu cầu rất khó khăn đối với lực lượng công an. Công an đã chủ động cùng với quân đội để bảo vệ lực lượng của ta, dân công rồi của thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Và toàn bộ cái cuộc chuyển quân đó
rồi tập kết quân thì đã được bảo vệ rất là trọn vẹn cho đến thắng lợi hoàn toàn sau này. Công tác bảo vệ kho tàng, trạm trung chuyển, bảo vệ giao thông vận chuyển, bảo vệ các cuộc hành quân, nơi trú quân của bộ đội và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Trung ương Đảng, các cơ quan đầu não của ta và Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã được lực lượng công an tập trung nguồn lực hoàn thành. Đặc biệt, Ban Công an Tiền Phương các tỉnh Tây Bắc, Công an các địa phương kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của bọn tình báo gián điệp biệt kích, phỉ, phản động ở cả vùng hậu phương và trên toàn tuyến mặt trận. Trong đó, với chuyên án TN25, lực lượng công an đã đấu tranh thành công với toán gián điệp, cung cấp thông tin giả để đánh lạc hướng địch, phục vụ công tác bảo vệ chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, đây cũng là chuyên án ghi dấu ấn rất lớn của lực lượng công an trong kháng chiến chống Pháp. Đây là một cái vụ chuyên án đầu tiên mà chúng ta dùng điện đài của địch, dùng người của địch để đánh địch, mở ra một cái phương thức hoạt động mới, tức là gọi phương thức tình báo điện đài hay là phản gián điện đài của công an Việt Nam. Và nó mở ra cho chúng ta những cái thắng lợi mà sau này góp phần vào cái chiến dịch mà chúng ta chống cái gián điệp biệt kích ở miền Bắc suốt từ năm 1960 cho đến năm 1973. Cái lực lượng công an nhân dân tham gia đóng góp để làm cho cái chiến thắng Điện Biên Phủ nó toàn vẹn. Nó toàn vẹn ở đây nó không chỉ là có cái nghĩa là chiến thắng về quân sự, mà chúng ta biết là cái chiến thắng về chính trị, rồi sau đó chiến thắng về ngoại giao ở Geneva rất quan trọng. Nhưng cái chiến thắng quan trọng hơn ấy là cái chiến thắng là đảm bảo cái cuộc sống và cái sự an toàn tuyệt đối cho đồng bào ở vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh, cho các chiến sĩ, các lực lượng tham gia cái cuộc chiến dịch vĩ đại đó. 70 năm sau ngày lịch sử, tầm vóc mang ý nghĩa thế giới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ vẫn mãi được khắc sâu. Vai trò quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ này đã được minh chứng tô đậm hơn bởi những đóng góp to lớn và cả những hy sinh anh dũng của nhiều cán bộ chiến sĩ. Nhiều người để lại một phần xương máu trên các nẻo đường của chiến dịch. Giá trị lý luận và thực tiễn từ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là những bài học kinh nghiệm giúp mỗi thế hệ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay trân trọng hơn ý nghĩa của hòa bình, độc lập, tự do, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.